Chào mừng các chị bạn quay trở lại với series video khóa học liên quan đến cái dịch vụ Facebook quảng cáo bán hàng và kiếm tiền trên Facebook. Và video bài học này thì tôi sẽ trình bày với các bạn một số những cái nội dung, một số những cái vấn đề của Facebook, một số những cách làm thế nào để tăng được tương tác trong cái bài học ngắn này. Thì đầu tiên thì đây là tôi sẽ trình bày với các bạn một số những người bán hàng và những người mà định sử dụng Facebook, sử dụng quảng cáo của Facebook và sử dụng Facebook như một công cụ chiến lược để mà bán hàng, để mà tăng thương hiệu, tăng tương tác. Thì chúng ta cần phải lưu ý một số những cái vấn đề như sau. Thứ nhất là cái tình trạng mà chặn hay là bóp hay là giảm tương tác tự nhiên trên các cái fanpage hoặc là các cái Facebook cá nhân của chúng ta đang rất là phổ biến, đúng không? Vâng, thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là việc mà chúng ta đăng bài trên fanpage bây giờ gần như là không có mấy người xem hoặc là không có mấy người like, không có mấy người tương tác, có đúng không ạ? Bởi vì là thuật toán của Facebook là nó chặn không cho hiển thị những cái bài viết của fanpage lên trên tường của Facebook cá nhân. Một là do cái thuật toán họ muốn hiển thị những cái nội dung mà Facebook cho rằng là người dùng quan tâm. Và thứ hai nữa, đấy là họ muốn là tăng thu hút được cái tiền quảng cáo lên. Bởi vì nếu mà bạn mà đăng bài trên fanpage mà bạn rất là hiệu quả thì có lẽ bạn sẽ không cần hoặc là cần rất ít tiền chạy quảng cáo, đúng không ạ? Bạn sẽ tập trung phát triển nội dung là xong, phát triển người like là xong. Bằng chứng là bây giờ có rất nhiều các cái fanpage 2-3 triệu like của một cái thương hiệu lớn, đúng không ạ? Hoặc là page của Mobifone cũng như vậy thôi, hơn 1 triệu like, nhưng mà mỗi một bài chúng ta đăng lên cũng chỉ được vài chục lượt thích cho cái bài viết đó, hoặc là được một vài trăm lượt tiếp cận tự nhiên, vô cùng thấp, vô cùng thấp. Và chúng ta hiểu nguyên nhân là vì sao rồi, đúng không ạ? Vâng, cái nguyên nhân ở đây nó chính là cái việc mà do Facebook muốn bóp lại và muốn hiển thị những cái nội dung có tương tác, những nội dung có quan tâm đến người dùng đó. Còn nếu mà người dùng không quan tâm thì họ sẽ không hiển thị đó, và họ muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Tiếp theo đấy là chạy quảng cáo thì bị rất là đắt đỏ, đúng không ạ? Chi phí CPM là chi phí cho 1.000 lượt hiển thị thì bị cao, tức là với một cái số tiền mà mình bỏ ra thì bây giờ mình được ít cái tiếp cận hơn, đúng không ạ? Và chạy quảng cáo thì bị đắt, giá thầu bị cao. Đấy, rồi thì chính sách quảng cáo thì bây giờ siết chặt rất là lớn, đúng không ạ? Vâng, giá thầu cũng có xuống cao hơn ngày xưa rất nhiều. CTR tức là tỷ lệ nhấp thì bị thấp, đúng không ạ? Bị thấp. Trước đây ví dụ những cái chiến dịch tôi chạy có thể là lên tới 50-60% truy cập, nhưng bây giờ CTR nó chỉ dao động khoảng 5-7 hoặc là 10% truy cập là tốt lắm rồi. Vâng, tài khoản quảng cáo thì rất là khan hiếm, bị chết, bị vô hiệu hóa, bị hạn chế. Rồi thì tình trạng hủy đăng fanpage, rồi thì hạn chế quảng cáo fanpage vô cùng nhiều. Tại cái thời điểm mà tôi đang quay cái video này thì cũng đang rất là khó khăn, rất là khó khăn. Tài khoản chết liên tục, đúng không ạ? Tài khoản ở đây là tài khoản quảng cáo và fanpage, đúng không ạ? Và gần đây thì Facebook đã công bố cái chính sách, đó là những cái nhà quảng cáo chúng ta phải nộp thuế theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam và chính phủ nhiều nước. Và hiện nay thì Facebook sẽ thu thêm 5% cái thuế của nhà thầu. Chúng ta là nhà quảng cáo, gọi là thuế nhà thầu hay là thuế nhà quảng cáo. Thí dụ như là chúng ta chạy 1 triệu thì bây giờ chúng ta sẽ phải trả thêm 5% nữa. Chưa kể đến là có một số cái ngân hàng, một số cái loại thẻ là các bạn còn phải trả thêm phí chuyển đổi ngoại tệ, mất 1,1% nữa. Nói chung là tự dưng nó bị đắt lên nhiều hơn. Đó. Và cái mức độ cạnh tranh của các nhà quảng cáo bây giờ rất là lớn, cho nên là càng ngày thì cái giá thầu nó càng đắt và cái tỷ lệ tiếp cận nó càng thấp. Không biết đến khi nào thì chúng ta sẽ còn không thể chịu nổi cái quảng cáo của Facebook nữa, đúng không? Nhưng mà quảng cáo tôi được biết là nó đắt hơn ngày xưa rất là nhiều rồi đó. Và cái tình trạng mà chạy là bị khóa này, bị gây khó khăn này, rồi thì phải chat hỗ trợ này, rồi thì chúng ta phải kháng cáo này, rất là phổ biến và gây ra sự ức chế, gây ra sự mệt mỏi cho các nhà quảng cáo như chúng ta. Đấy là sự thật, đúng không ạ? Cái tình trạng mà chúng ta cũng phải đi mua những cái tài khoản ảo để chúng ta thiết lập, để chúng ta làm những cái tài khoản để chạy quảng cáo, hoặc là mua những cái con fanpage từ lâu đời để chuyển đổi, và cũng sẽ bị hủy, cũng sẽ bị hạn chế fanpage 1-2 lần kháng cáo không được. Có những cái fanpage mà tôi chạy bán iPhone chẳng hạn thì chết liên tục, tài khoản cũng chết liên tục, rất mệt mỏi. Có những cái fanpage này chạy phun xăm, phun thẩm mỹ cũng rất là lành mạnh thôi, sản phẩm không vi phạm chính sách gì cả,
nhưng mà cũng chết liên tục đó. Ngoài ra thì cái việc mà tăng ngưỡng cũng rất là chậm và có hiện tượng tụt ngưỡng liên tục đấy, rồi thì bắt phải thanh toán trả trước, có một số tài khoản phải thanh toán trả trước vân vân. Thị trường thì vẫn còn những cái người đang chạy quảng cáo bùng, chạy quảng cáo lậu, dù cũng đã hạn chế so với trước đấy rất là nhiều, đúng không ạ? Thế thì Facebook có rất nhiều các cái nền tảng bán hàng như chúng ta đã được biết, từ bán trên trang cá nhân, bán trên fanpage và chạy quảng cáo, đúng không ạ? Thông qua các group, các nhóm của chúng ta, rồi thì sử dụng những cái ứng dụng hoặc là công cụ hỗ trợ cho fanpage, hỗ trợ cho nhắn tin, hỗ trợ cho livestream, vân vân. Marketplace, đúng không ạ? Chỗ mà trang giao vặt, Facebook Messenger kết hợp với chatbot, và công cụ livestream trên Facebook, và gần đây thì có thêm công cụ là Facebook Reels, là một cái loại video ngắn mà Facebook học copy của TikTok, đúng không ạ? Và cũng giúp cho các nhà phát triển có thêm những cái công cụ để phát triển nội dung. Trước đây thì Facebook đã có Facebook Watch, đó là các cái video thông thường. Nhưng mà bây giờ Facebook ra Facebook Reels, tức là cũng cho phép nhảy nhót, rồi cho phép âm nhạc đính kèm, bắt chước chính xác là copy của TikTok đó. YouTube thì cũng có Short YouTube đó. Ok, thì những cái nền tảng này thì chúng ta đã được biết, đúng không ạ? Thế thì cái việc mà chúng ta cần phải đăng bài thì chúng ta sẽ đăng bài trên story để tăng được cái lượt thu hút, và khi đăng story thì các bạn nên đăng hình ảnh dọc hoặc là video dọc đó. Facebook đang được ưu ái, và đặc biệt là Facebook Reels trong thời gian này là đang được tăng rất nhiều, cho nên là chúng ta hãy chịu khó sản xuất video ngắn dạng Facebook Reels, có âm nhạc, có hình ảnh, có hiệu ứng và chỉnh sửa thì cái lượt xem rất lớn, và chúng ta sẽ thu hút được cái tương tác cho thương hiệu, đặc biệt là cái lượt view và cái xây dựng thương hiệu rất là tốt nhá. Tôi hy vọng rằng là những người bán hàng hoặc là các cái đại lý cũng như là những cái người phụ trách của Moifone hoặc là những người xem video này thì đều hiểu được rằng là chúng ta nên phát triển những cái dạng short video hay còn gọi là video ngắn dạng có hình ảnh và âm nhạc và đưa lên trên Facebook trong thời gian này, thì cái lượt tiếp cận rất là lớn và đang được ưu đãi, đang được miễn phí, đang được ra sức để mà hiển thị những cái reels đó cho mọi người. Tại vì thằng Facebook nó có một cái nguyên tắc là khi nào mà nó ra những cái tính năng mới là nó rất là hỗ trợ, nó rất là hỗ trợ. Thế nên là chúng ta phải tận dụng nó, đúng không ạ? Story nó cũng ra lâu rồi nhưng bây giờ reels là nó mới ra thì chúng ta thấy rất là tốt. Và cái việc chạy quảng cáo trên nền tảng mobile là chúng ta cũng sẽ để ý, chúng ta phải tập trung vào các cái thiết bị di động là rất là quan trọng. Như tôi đã nói thì chi phí quảng cáo bây giờ rất là đắt. Trước đây năm 2010 tôi đã chạy quảng cáo thì lúc đó thì giá thầu của quảng cáo thì nó có những cái giá thầu nó chỉ mấy chục đồng thôi, chưa đến 100 đồng con của đồng Việt Nam ấy. Rất là rẻ, tỷ lệ CTR tức là tỷ lệ nhấp nó có thể lên tới 60%, rất là cao. Nhưng bây giờ thì giá thầu có thể là giá thầu tương tác bài viết có thể tầm vài trăm đồng đến 1-2 nghìn đồng, và tỷ lệ nhấp CTR thì nó chỉ khoảng 3 đến 10% là cao. Nhất là ngành thời trang thì còn có được cao một chút, nhiều ngành thì chỉ khoảng 3 đến 5% thôi. Đó. Và chúng ta thấy rằng là tại sao Facebook nó không hiển thị tương tác mạnh, nhất là các cái fanpage, hoặc là Facebook cá nhân của chúng ta cũng có đến mấy chục nghìn theo dõi nhưng mà chúng ta đăng lên thì không có mấy người xem, đúng không? Bởi vì là hiện nay mỗi một người, mỗi một tài khoản thật đều có đến hàng nghìn, hàng vạn bạn bè người theo dõi, mà người ta lướt lướt trên Facebook, đúng không? Người ta lướt lướt trên Facebook như thế này, đây tôi lướt đây như thế này, thế thì người ta có kéo 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 đi kéo đi kéo đi thì người ta cũng không thể nào mà kéo mãi hết được, đúng không? Đấy, chẳng hạn như tôi có thể kéo này, mệt hết cả tay rồi thì cũng tôi cứ cho là độ 100 cái hiển thị đi. Đó, 100 cái bài nó gọi là newsfeed, đúng không? Đấy. Thế thì nhưng mà cũng không thể nào mà hiển thị hết được, mà trong khi đó tôi có đến hàng nghìn bạn. Đấy. Tôi có đến hàng vạn bạn, đúng không ạ? Thế thì rõ ràng là chúng ta thấy là chúng ta không thể hiển thị hết được. Thế cái thuật toán của Facebook cho newsfeed là gì? Những thứ mà bạn thích, đúng không ạ? Hiệu quả của việc đăng bài đấy, rồi thì những cái hiệu quả của phần trước đây
đấy, loại nội dung và cái sự tần suất thời gian của chúng ta. Đấy, chúng ta nhìn thấy một cái công thức này, new face thì bằng interest in, đúng không ạ? Post performance hay là past paid performance, type content, recency, đúng không? Ok. Vâng, thế thì làm thế nào để đăng bài có nhiều tương tác, đúng không? Trong khi mà fanpage thì bị hạn chế tiếp cận đến với các cái tài khoản Facebook cá nhân. Các cái tài khoản Facebook cá nhân thì cũng có rất là nhiều bạn bè, và bằng chứng là khi mà chúng ta bán hàng thì nó rất là kém. Đấy, thế thì chúng ta phải hiểu những cái vấn đề tôi vừa trình bày. Đồng thời là chúng ta phải hiểu là Facebook thì muốn mọi người phải tương tác lẫn nhau, đúng không ạ? Phải là những cái tương tác thật và có cái sự quan tâm. Đấy, và Facebook thì cũng muốn là tăng doanh thu từ quảng cáo. Họ là một cái công ty và họ chỉ muốn tăng doanh thu nhiều 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 hơn nữa. Và Facebook đưa ra thuật toán là những cái tin tức mà bạn quan tâm thì sẽ được hiển thị, còn những cái thứ mà bạn không quan tâm thì sẽ không được hiển thị. Từ đấy suy ra thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà Facebook muốn tăng doanh thu từ quảng cáo và nó hạn chế cái việc hiển thị tương tác tự nhiên thì là bắt buộc rồi, chúng ta không thể làm khác được. Vậy thì chúng ta có thể làm được gì? Đấy, thì chúng ta sẽ phải đi tương tác lẫn nhau, chúng ta phải sản xuất nội dung có chất lượng, đúng không ạ? Và chúng ta phải hiểu được khách hàng mong muốn cái loại nội dung gì và cái định dạng nội dung làm sao cho phù hợp. Thí dụ như thời điểm này mọi người thích là Reels thì mình hãy phát triển Reels, mọi người thích là Story thì bạn hãy phát triển Story, đúng không ạ? Còn nếu mà bạn cứ chỉ tập trung vào tường thôi thì nó cũng sẽ không ăn thua. Đấy, thì đây cái thuật toán chúng ta nhìn thấy ai mà tương tác với chúng ta và ngược lại chúng ta tương tác với ai thì chúng ta sẽ có cơ hội nhìn thấy nhau. Nó là một cái sự tương tác hai chiều, tương tác hai chiều. Đấy, thí dụ như các bạn là những người bán hàng của Mobifone, bây giờ các bạn muốn thầy Phan Anh nhìn thấy bài của các bạn, nhìn thấy bài đăng của bạn trên Facebook của các bạn, đúng không ạ? Thế thì các bạn và thầy đã phải tương tác với nhau. Đấy, tương tác với nhau. Còn nếu mà các bạn chỉ bấm like cho Facebook của thầy thôi thì các bạn sẽ nhìn thấy bài đăng của thầy, chứ còn thầy khả năng là sẽ không nhìn thấy bài đăng của các bạn. Đó, thế nên chúng ta sẽ phải để làm sao mà hai bên phải tương tác với nhau, và mỗi một cái bài đăng của bạn đăng lên thì những người khác người ta cũng vẫn còn có bày tỏ cái sự quan tâm đó. Đấy, thì các bạn nhìn thấy đấy, đây là một cái tường, đúng không ạ? Đây là một cái tường thì ai đã đăng cái bài này, đúng không ạ? Có uy tín thương hiệu của họ ra sao, những cái bài viết trước đấy của họ có hấp dẫn hay không, có thực sự thu hút hay không, đúng không? Và đăng cái bài đấy khi nào, tức là mình phải chọn khung giờ vàng để đăng, đúng không? Đấy, loại content là gì, ví dụ như là hình ảnh. Đấy, mà hình ảnh thì nó phải có cái sự hấp dẫn, sự thú vị, sự đẹp, đúng không ạ? Sự phù hợp. Đấy, thí dụ nha, thí dụ như tại sao những cái ảnh mà ví dụ như là những cái bạn xinh đẹp, đấy, người rất là đẹp, số đo hình thể đẹp, đấy, mặc đồ tập gym hoặc là mặc đồ bơi đăng lên thì tại có xu hướng có lượt view cao hơn, ví dụ thế, đúng không? Vì vậy chúng ta cần phải hiểu điều đó và những cái tương tác trước đó. Thế thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái điều này để chúng ta sáng tạo. Rồi, thế thì muốn đăng bài hiệu quả và muốn có lượt xem cao thì một là hãy dành thời gian để đi tăng tương tác lẫn nhau. Nhưng mà tăng tương tác bằng bằng trí tuệ nhá, chứ không phải dùng sử dụng những cái phần mềm mà đi spam. Xin chào Phan Anh, tôi là công ty này, tôi gửi một cái spam dài rất là khó chịu, đúng không? Rất là khó chịu. Đó, và mình tương tác ở đây là tương tác theo kiểu là theo thời gian thực và theo những cái chủ đề thực. Thí dụ như là bây giờ mình đưa lên đây, mình có thể vào mình thấy một cái bức ảnh, mình vào mình comment, mình khen, mình hỏi đó, chứ không phải là mình chỉ nói là mình vào mình bấm like cái rồi đi ra đó. Và mình dành thời gian, những cái khoảng thời gian rảnh rỗi, thí dụ như sáng sớm hay buổi trưa là mình sẽ đi comment dạo một loạt những cái tài khoản Facebook uy tín mà là khách hàng mục tiêu của mình hoặc là những khách hàng thân thiết của mình. Đấy, để mình tăng tương tác và mình gây dựng cái mối quan hệ lâu dài với họ, đúng không? Đấy, Facebook nó rất là ưu tiên chúng ta phải comment và comment tương tác hai chiều nhá.
tương tác hai chiều, tức là mình hãy đặt những cái câu hỏi mở, mình sẽ đặt những cái tương tác mở. Thí dụ như này gọi là tương tác mở này. Chẳng hạn như bây giờ tôi hỏi là tôi thấy bạn đăng hình đi du lịch đúng không? Thế tôi hỏi là chỗ này là em đi du lịch ở đâu, bao nhiêu tiền? Thế thì em bảo là chỗ này du lịch ở ở đây và hết từng này. Thế thì tôi nghĩ là đấy là một cái comment đắm, bởi vì là sau đó thì tôi cũng không biết là nên trả lời và nên trò chuyện với các bạn thêm như thế nào, đúng không? Thế thì ví dụ các bạn nên trả lời là em đi du lịch ở đây, chỗ này rất là đẹp và như này thế này, và nó hết cũng rẻ lắm, hết rồi nhỉ. Thầy có muốn đi không thì em sẽ giới thiệu cho thầy, vân vân. Hay là em thấy thầy cũng đi du lịch rất nhiều rồi, vân vân vân, thì thầy có thể chia sẻ kinh nghiệm không? Ý của tôi muốn nói là chúng ta hãy trả lời và tương tác bình luận là theo cái phương pháp là mở, gợi mở, và để thu hút thêm những cái lượt tương tác tiếp theo. Đừng có đóng chết nó, đúng không ạ? Hỏi cái này bao tiền, trả lời số tiền xong. Thế thì như vậy là nó sẽ không hấp dẫn, nó sẽ không tương tác mạnh, và chúng ta phải duy trì liên tục, đó là như vậy nhá. Và chúng ta hãy đăng những cái nội dung mà thu hút được người xem. Ví dụ như là nó phải có những yếu tố là mình phải hiểu về khách hàng của mình. Mình phải muốn thu hút nhóm cộng đồng nào, có cái yếu tố tò mò, yếu tố hài hước, yếu tố vui vẻ, yếu tố chân thật, yếu tố đánh đố, đúng không ạ? Tăng cái lượt tương tác. Ví dụ như là chơi câu đố, chơi cuộc thi, chơi nhận quà, chơi ép xe, ép chia sẻ, đúng không? Ví dụ như thế. Để làm gì? Để chúng ta có thể là chúng ta sẽ thu hút được nhiều cái lượt tương tác cho cái bài của chúng ta hơn. Đấy. Hoặc là chúng ta sẽ đăng những cái bài mà theo chủ đề, chủ thể, và có cái sự tính toán, nó một series để người ta đón nhận, đúng không? Ok, rồi chúng ta cũng nên lựa chọn những khung giờ vàng để đăng, thì tôi đã nói rồi, đúng không ạ? Và phải hiểu về khách hàng của mình và nghiên cứu kỹ những cái bài mà mình đã đăng trước đây, thì bài nào mà có lượt cao, chủ đề mà người ta thích thì mình sẽ chia sẻ, đúng không? Và hạn chế đăng những cái nội dung bị mất tương tác, bị mất bản quyền. Ví dụ như là nội dung có thể báo cáo, nội dung vi phạm chính sách cộng đồng, nội dung ăn cắp bản quyền, vân vân. Rồi đó. Thế rồi thì hãy đăng bài thường xuyên, đăng bài liên tục và có những cái lịch trình cụ thể nhá, chứ không phải là lúc mình thích thì mình đăng, lúc mình không thích mình đăng. Không đăng thì như vậy nó rất là khó, và người tiêu dùng, khách hàng, rồi những người mà người ta thích mình, người ta cũng không có thời gian để mà theo dõi, đúng không? Nhưng mà ngày nào mình cũng đăng bài rất đều, và bài nó phải có chất lượng nhá. Chứ còn bài mà cứ lại cứ xoay đi xoay lại là vẫn cái sản phẩm đấy, chụp cứ đăng thì nó không có tác dụng gì cả. Chúng ta phải đưa sản phẩm vào câu chuyện, đúng không ạ? Chúng ta phải tìm cách là sáng tạo nội dung nó phù hợp, được chưa? Ok nhá. Đấy, đưa nội dung vào một cách khéo léo, đúng không? Rồi, và hãy xây dựng uy tín thương hiệu của người bán, đúng không ạ? Ví dụ như là tôi là một người bán hàng của Mobifone, tôi rất là uy tín và tôi sẵn sàng phục vụ các bạn. Hay là thầy Phan Anh là một cái chuyên gia về digital marketing, kinh doanh online, rồi thì tư vấn chiến lược doanh nghiệp, đúng không? Thế thì thầy Phan Anh sẽ chỉ xây dựng thương hiệu như vậy thôi, liên tục, ngày này qua tháng khác, tháng này qua năm khác. Đấy, và chúng ta nhấn mạnh về cái yếu tố thương hiệu như vậy, được chưa ạ? Vâng. Và hãy sử dụng những cái công nghệ mới, ví dụ như là ảnh 3D, rồi thì phim hoạt hình, ví dụ mình làm được, đúng không ạ? Hay là video TikTok, đấy, những cái âm nhạc phù hợp trên Facebook Reels, kiểu như thế. Và chúng ta cũng sẽ tìm những cái giải pháp để mà ép xe, hay là gợi ý xe, hay là chơi những cái cuộc thi để làm sao mà người ta có thể chia sẻ nhiều, thì người ta sẽ biết đến mình nhiều. Hoặc là mình xuất hiện trong những cái hội nhóm quan trọng, mình chia sẻ những nội dung quan trọng thì mình sẽ trở thành người quan trọng. Và Facebook của mình cứ dày lên, có tăng lượt theo dõi, tăng lượt tương tác, đúng không ạ? Và chúng ta có thể gây ảnh hưởng với công chúng thông qua những cái chất liệu, thông qua những nội dung, thông qua những hình ảnh, thông qua những video mà chúng ta đã định vị thương hiệu chúng ta đưa lên. Và hãy cân nhắc thật kỹ những gì mà chúng ta đã đưa lên. Và cuối cùng đó là chúng ta khi viết nội dung thì chúng ta hãy nhớ rằng là ngày nay người tiêu dùng, hoặc là khách hàng, hoặc là những người sử dụng Facebook, họ sử dụng điện thoại di động là chủ yếu. Tức là họ vào Facebook bằng điện thoại di động, giống như tôi đây, giống như các bạn đây, đúng không ạ? Thế thì các bạn biết rồi, cái điện thoại di động nó là hình dọc, thế còn cái máy tính nó là hình ngang. Đấy. Tôi đang quay mà video trên máy tính nó là hình ngang, nhưng cái điện thoại nó là hình dọc, thì nó khác nhau rất là nhiều, đúng không ạ? Nó khác nhau về kích thước có thể hiển thị.
Và trên điện thoại thì các bạn nên sử dụng ảnh dọc, nên sử dụng video dọc và nên làm video có phụ đề nhá. Hãy làm video có phụ đề đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà đấy người ta có thể không cần xem, không cần phải bấm vào, đúng không? Người ta vẫn có thể xem. Và trong rất nhiều trường hợp là người ta không muốn bật loa và người ta vẫn muốn biết là cái nhân vật này đang nói cái gì, đúng không ạ? Cái câu chuyện, cái video là đang nói về cái gì. Thí dụ như là họ đang làm việc, rồi họ đang ăn trưa, họ đang ở trên xe, hoặc là họ thậm chí là họ đang ở trong toilet, đúng không? Đấy, kiểu như vậy. Ok, tôi xin phép kết thúc cái video phần bài học này tại đây. Và xin hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong nội dung tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều.